Hình như mấy ông xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông. Hey yo, xin chào các anh trở lại kênh của mình. Hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught Ta Defense nha. Thì anh em cũng biết rồi, ở cái game chúng ta thì lần này có cập nhập hai unit cực mạnh, đó là cái con Ziren cùng với con mà Eren nha anh em. Thì cái con Ziren này có vẻ như nhiều người gọi là không có được gọi là chuộng cho lắm, bởi vì thứ nhất là anh em nghĩ là cái rank của con này là nó tù hơn Mara, tốc đánh nó gấp đôi Mara, hơi tù anh em ạ. Nhưng mà tôi nói thật là con này nó cũng rất là mạnh anh em, với cái lượng tiền là 1,7 triệu và cái lượng đam cũng khá là khủng khi mà chúng ta nâng max cấp. Thì con này tôi nghĩ nó sẽ là một sự lựa chọn thay thế tuyệt vời cho Mara, thật ra nó mạnh hơn Mara hẳn luôn mà có giờ anh em không tin thôi. Nên là hôm nay tôi sẽ làm một cái video, đó là 32 con Ziren leo top Infinity anh em ạ. Đấy mà 32 con Ziren này á, cái sức mạnh của nó không có được maximum tại mình đói hẹp anh em mà. Rồi thôi, cấp năm mấy, đội hình trung bình của mình nó cũng cấp cao, nhưng mà anh em cứ coi thử coi là cái con Ziren này có xứng đáng để sở hữu hay không nhé. Rồi thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Bạn cần một dịch vụ kèo hơi, một nơi bán Robux uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn, nơi bán Robux rẻ nhất tại Việt Nam. Cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 Robux. Đến ngay shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24/7 khi bạn gặp lỗi. Vào đây để ủng hộ cho mình nha. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ đặt cái con Ziren nha cho anh em coi nhé. Tôi sẽ đặt con Ziren ở nằm ngay vị trí này. Tại vì cái vị trí này là cái vị trí gần như là tối ưu nhất cho Ziren anh em ạ. Thì up lên max cấp thôi anh em. Con này thì khi mà chúng ta up lên max cấp thì lượng đam của chúng ta sẽ thay đổi ở 3 lần nâng cấp cuối cùng, với cái lượng đam tăng khá là nhiều ở 3 lần đó. Ziren của mình cấp 51 và mình biết là cái con này nó cần gấp rank, nên là mình đã gắn cái up rank vô cho nó để nó tăng cái lượng sát cái lượng rank lên tối đa anh em. Con này thì anh em không ấy khỏi gắn up đam làm gì, tại nó không nó cái lượng đam nó cũng sẵn rồi, cộng thêm 6.000 nó cũng không có tác dụng đâu. Bây giờ thì mát bút để thử coi là cái con Ziren nếu như mà chúng ta để đây nó sẽ như nào. Mát rank mát của Onwin là bao nhiêu? 51. Đây, bút bút rank cho tôi coi thử coi là con này bao nhiêu rank vậy. Mấy thằng nô lại, bút nhanh coi. Nhanh nhanh anh em. Bút rank. Bút rank ấy, bút đam làm gì? Trời thằng này nó bút nó đã bút đam cấp 156 mà còn gắn thêm cái ốp kia nữa anh em, nó gắn thêm cái ốp lửa nữa. Để coi, để mình coi thử coi là khi mà cái con này mát bút thì nó sẽ như nào nghe anh em. Đây, khi mà bút rank lên thì cái vị trí này nó sẽ bao quát full bản đồ anh em. Do là cái con Ziren này chúng ta chỉ tốn khoảng là 1,7 triệu tiền để up map, nên là chúng ta sẽ có thể đem theo nhiều cái con hỗ trợ khác. Nếu nó nếu mà chúng ta đem Baby Vigo chúng ta sẽ không up map được hết, còn con Ziren này chúng ta có thể up map được hết, cũng đồng thời là chúng ta có thể đem thêm một vài con hỗ trợ nữa, nên là mình nghĩ là mình sẽ đem theo là nhất là con con này là con gì, con Dio nè. Dio để gọi là thứ nhất là hỗ trợ cái vấn đề tâm sót, và thứ hai nữa là nó cũng có lượng nam khá là ngon anh em. Đấy, sử dụng con Dio là trong game này tôi chỉ cần dùng một lần thôi. Và tiếp theo là mình sẽ đem theo con này. Con này là con gì? Con tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ nó sẽ giúp cho mình gọi là ngưng động thời gian được thêm 20 giây nữa, là chúng ta sẽ có 40 giây anh em. Rồi, và mình có đem theo một con gọi là có cái lượng tiền khoảng rẻ rẻ để chúng ta gắn vô để hỗ trợ sát thương thêm, đó là con Demon's Eye anh em ạ. Bây giờ thì tôi nghĩ là tôi chỉ cần gọi là đặt thật là nhiều con Ziren ra để phòng thủ thôi anh em. Với cái lượng đam như thế này thì phòng thủ nó cũng khá là ngon. Do là đây là video mà mình đang gọi là live stream, nên là mình sẽ gọi là ngồi đây trả lời mấy bạn mà đang xem live stream nhé anh em. Để coi, Gojo 6 sao thêm cả up rank nó sẽ tăng top cả map lên. Đúng rồi, nhưng mà anh em phải biết là cái con Zoro, con Gojo 6 sao này anh em. Anh em tăng top nguyên map là một cái điều khá là tốt, nhưng mà anh em phải hiểu là cái việc mà tam phớt anh em là người ta dùng để người ta rộng cái đàn quái thành một cái cục nhỏ này mà để người ta đam cho nó dễ, chứ anh em tam phớt nguyên map đó anh em thì nó cũng đâu có động được quái đâu. Cái việc mà tam phớt này nó cũng có hai mặt của nó anh em. Người già như mình thì sẽ thấy nó là một ý tưởng rất là hay, còn mấy cái người mà kiểu như leo tới phi thì nó sẽ thấy nó là một ý tưởng đần độn này mà. Rồi để coi thử coi, nhìn giống như anh đang quay video, đúng rồi đó, tôi đang quay video đấy. Mình sẽ coi thêm thử coi. Tam shop cho người già, đúng rồi. Hai, khi nào làm em mong đợi Eren từ khi ra mắt mà thất vọng quá. Mình thấy là Eren 6 sao nó là một cái sự lựa chọn hợp lý này mà. Để khi nào mình rảnh mình sẽ làm một cái mà video kiểu như là cho Eren nó khai phá thực sự sức mạnh đúng đó này mà. Tại vì cái video mà 32 Eren anh em nó cũng không phải là một ý tưởng hay đâu anh em mà. Đem 32 Eren kiểu làm màu thôi, chứ thực sự là sử dụng được chiêu chắc là một người thôi là đủ rồi anh em. Để coi, anh ơi em có 32k, bây giờ có nên quay thêm anh ơi em quay 35k mà ra hai baby vigu nữa nó có hơn không anh? Thật ra là không hơn đâu em, tại vì anh thấy là mấy thằng trong disc của anh có một số người quay baby vigu anh em, là chỉ cần có 10k thôi là lên được cấp 4 anh em ạ. Đây để mình bật cái này lên cho anh em coi. Rồi thì với cái vấn đề là
tụi mình là đem full Jiren để carry anh em thì tụi mình sẽ mắc một cái lỗi đó là ở trên chỗ này chắc là sẽ phải hơi chật chội xíu để ông đặt Jiren anh em, nên là tôi nghĩ là tôi sẽ đặt 8 con Jiren trước nha anh em, để cho nó để cho mấy anh em mình nó đỡ phải gọi là tốn sức đó. Giờ chưa up thì tụi mày xóa đi rồi tụi mày đặt lại sát sát vô đi ha, để người ta dễ búp anh em. Mà mấy con Jiren này anh em nó mạnh nhưng mà nó khá là kén vị trí anh em, nếu mà chúng ta đợi ngay đây anh em thì nó quánh không có tới cái khúc trên này, là cái khúc góc này chúng ta phải đặt ngay đây. Mà đặt ngay đây thì nó lại có một cái vấn đề nữa là nó cái chỗ này nó hơi hẹp khó búp anh em ạ. Đó, đó là cái lỗi của con Jiren này. Nếu mà anh em mà sử dụng cái tem Baby Pigu á, anh em có thể đặt ngay đây, nó vẫn bao mát map như bình thường, nó sẽ ngon hơn. Còn mình thì không có con Baby Pigu nữa, chúng ta sẽ sử dụng Jiren để leo top thử. Cũng đồng thời là anh em có thể so sánh con Baby Jiren, con gì? Con Jiren này với con Marara thử coi nó có khác biệt hay không nhé. Rồi, thì cái đó là cái mà mình muốn cho anh em biết để coi quay 60 lần được một Baby Pigu thì hơn không. Tôi quay con Baby Pigu tôi tốn khoảng 4.000 quốc á, anh em có thể so sánh với tôi cũng được. Để coi anh nghĩ có thể thay Dio 6 sao bằng Gozo 6 sao hay không. Cái việc mà con Dio á, cái tuyệt chiêu của nó là ngưng động full map, là cái chuyện nếu mà anh em được đi leo top thì sẽ biết là leo top chắc chắn là phải cần có là con Dio này và cái con này, con Tổng thống Mỹ, để cho nó ngưng động thời gian 2 lần. Còn cái việc mà anh em đem theo cái con ngưng động thời gian và con quay ngược thời gian là cái điều đó cần thiết. Nhưng mà đem theo con Gozo 5 sao với lại đem theo cái con Zonova là cái điều đó là điều cần thiết anh em. Chỉ có cái con lo là anh em nên suy nghĩ là có nên đem theo hay không. Chứ tôi thấy là 4 con này con nào cũng phải cần đem hết này mà. Đấy anh ơi, con Boruto sát sao mạnh không anh? Có nữa hả ba? Mấy ông nội này hỏi cái gì đâu không à. Để mình coi có gift code không anh? Gift code ở trong video này thì mình sẽ để nó ở phần bình luận nhé. Mà chắc là anh em nào đang coi livestream thì chắc là sẽ không thấy được phần bình luận đâu. Thế nên là anh em nào đang coi livestream thì chắc là đợi quay 70 sẽ có cái gift code cho anh em nhé. Rồi bây giờ thì nãy mình chém gió cũng hơi nhiều rồi, để mình cắt cái video ra lên quay 70 mình sẽ trở lại nhé anh em. The next step. Rồi anh em ạ, hiện tại là chúng ta đang ở quay thứ 72 nha anh em. Và đội hình của chúng ta chơi game cũng khá là nhẹ anh em ạ. Tôi sẽ tắt cái hiệu ứng đánh này cái anh em. Rồi, đội hình của mình thì đã match được full Eren, full con Jiren như đã hứa. Và mình đã thêm được một số con Demon Sai để hỗ trợ phòng thủ anh em ạ. Do tiền dư ra cũng khá là nhiều. Rồi thì mấy anh em mình cũng vậy anh em, tụi nó cũng match được cái đàn Jiren này. Mặc dù là Jiren của nó cấp cũng thấp thôi chứ không phải là cao đâu. Cấp 53 nè, cấp này cấp 36 nè, còn thằng nghèo khổ kia nó còn cấp thấp hơn nữa anh em ạ. Để coi 53, ôi thằng này cấp 98 anh em, nó làm đại ca trong này anh em ạ. Mà không sao. Đó, và ngoài ra thì mấy thằng em mình cũng có một số thằng nó đem theo tam top nè và thêm con Cray nữa để hỗ trợ phòng thủ. Nói chung là đội hình cũng khá là ngon nên là chúng ta cũng không cần phải chém gió nhiều đâu. Còn đem theo lo để đẩy quái gì nữa. Chúng ta không cần phải lo quá là nhiều về cái này. Đó, mấy con bay thì gần như quay 73 này quái bay nó chưa trâu lắm. Chỉ là khoảng là đâu 100 mấy chục triệu máu thôi nên là chắc là nó sẽ bị làm gỏi nhanh thôi. Nên là chúng ta cứ ngồi đây và bắt đầu trả lời những cái mà câu hỏi trên livestream mình đi ha anh em. Rồi, mình sẽ bắt đầu gọi là trả lời một chút câu hỏi trên livestream cái đã. Để coi. Ủa, không tồn tại máy anh mạnh thế, cũng không mạnh lắm đâu. Máy này, ủa sao không tồn tại máy này? Làm sao mà không tồn tại được, máy này tôi mới nhập vô mà. Có một số, tại vì ở trên livestream mình mới phát cái code thế này mà. Nên là sẽ có những cái bạn mà nói code mình các kiểu rồi. Nhưng mà đã có nhiều người nhập đi rồi, nên là mình cũng tin tưởng anh em. Thì chúng ta sẽ ngồi trả lời những câu hỏi trên này. Anh ơi, anh leo top nhiều quá, mẹ đuổi qua ngoài không cho. Cái gì mấy ông nội này nói gì vậy? Em xin 50k chiếc này, ghép nãy giờ. Nghe khổ quá. Yeah, em được 10 Robux. Thì mình sẽ nói chơi code này nha anh em. Code này là cái code mà shop Robux. Sao thằng này nó chạy gì sai vậy? Code này là code mà shop Robux.vn đã gọi là hỗ trợ mình anh em ạ. Mỗi lần mà mình livestream mình có thể xin code anh em ạ. Thật ra mình làm video mình xin code nữa anh em. Mà mình lười edit, mình không có xin code anh em ạ. Nhưng mà không sao đâu, mình hứa là ở trong cái video này, bạn nào đang coi livestream hay là kể cả các bạn coi được khúc này anh em, thì anh em kéo xuống cái phần bình luận, nó sẽ có cái code cho anh em nhé anh em. Nhập code vô là anh em sẽ được gọi là một số cú bất, kể như là phần quà bạn đã ủng hộ mình trong gọi là cái thời gian qua. Chắc là mình nữa mình sẽ gọi là tăng cường gọi là bào code cho anh em. Mà bây giờ chắc là mình không rảnh đâu, mình ngồi mình xin anh em mà, rất là mệt. Rồi để coi là anh em nào có anh em nhắn tin gì hay không. À, anh tên là gì vậy? Mình tên là Trần Minh Chiết nha. Anh có người yêu chưa? À, anh có bạn trai chưa? Rồi. Đấy, nhìn mặt anh là biết uy tín, biết nghe anh không có người yêu. Không có người yêu thôi, xong giờ. Đâu, để mình coi thử coi. Ủa sao mấy con quái này nhìn nó đáng sợ ta. Những con quái bay bây giờ là sẽ hủ khoảng 50 triệu máu anh em. Còn con Kakashi này thì bao nhiêu? 60 triệu máu anh em ạ. Hãy cùng coi thử độ uy tín của mấy con này coi nó như nào anh em. Mấy anh em của tôi nó đang gọi là ngưng động thời gian rất là tốt anh em ạ.
Thằng này thì nó đem con ngưng động thời gian 6 sao mà nó đặt gần gần mấy con quái thì tôi cũng không hiểu sao luôn em ạ. Ở đây thì chúng ta có thể đặt một cái đàn ngưng động thời gian này nè anh em. Thêm cái cây bút trang nữa là chúng ta ngưng động nguyên map luôn anh em ạ. Mà anh em mình nó chơi kiểu gì nó đặt cái con nó gần gần chắc là cũng thừa anh em ạ. Con Kakashi này 600 ui ghê nhờ, bào nó bào máu Kakashi này cũng tởm lắm anh em ạ. Đây, nó trưởng rất là kinh nha anh em, cho anh em coi cái AoE chảo nó nè anh em. Nó trưởng cái con đầu này mà mấy con sau nó cũng mất máu nữa anh em ạ. Cái AoE này phải gọi là rất là kinh khủng. Điều này chắc chắn là con Madara không làm được anh em ạ. Thì mình có một cái video là 32 của Madara 175 leo tới Infinity. Em có thể coi cái video so sánh video này. Mặc dù mình biết là nó so sánh nó không có fair play lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái con của mình nó chưa max cấp anh em ạ. Con Zidane mình không max cấp. Và cái con Madara kia thì nó cấp cao nhất. Chưa kể nữa là mà mình cũng cố gắng rồi anh em ạ. Nói chung là ở video 32 Madara mình cũng có đem theo một số con hỗ trợ. Video này mình cũng vậy anh em. Có một cái là mình hơi ốc bò xíu là mình quên đặt mấy này thôi. Đó, bây giờ thì mình đã rút kinh nghiệm, mình sẽ đặt mấy cái này ra để mát bút cho anh em. Đấy, đặt con này ra thêm một con Demon Sai nữa. Tính ra là Madara thì chúng ta nên đem theo con Sasuke để hỗ trợ phòng thủ anh em ạ. Tại vì con Sasuke nó sẽ khớp hơn. Thứ nhất là nó sẽ cùng cái vũ trụ, và thứ hai nữa là nó sẽ bà mẹ sau cái con Yoyo hồi nãy nó chạy gần tới nhà mình nó mới bị xì lô vậy ta. Rồi thôi kệ đi anh em, nó xì lô xong nó ngụm của tỏi luôn à, cũng không sao đâu. Rồi, hiện tại là lượng nam của mình cũng được gọi là 34 tỷ chứ không phải ít anh em ạ. Để mình đứng đây mình địa thử coi là nào mình banh nhà nha anh em. Đó, cũng không quên là tay mình sẽ cầm cái con The Patriot để gọi là thủ sẵn nha anh em. Anh ơi, đọc tên em đi cho em lên clip. Hello bạn Nguyễn Quốc Hào nha anh em. Đó, hello bạn Nguyễn Quốc Hào trên livestream nhé. Chúc mừng em đã được lên clip. Mệt quá. Đây để coi. Không rank 110 mới có rank bao cả map. Đây đúng rồi. Con Zidane này có nhiều anh em bảo là cái rank nó không có đủ rộng anh em. Đâu có cần rank đủ rộng đâu, rank 110 là đủ rồi. Anh em gắn thêm cái ốp nữa là bao map rồi. Nó là ngon rồi anh em. Đâu cần mà anh em phải gọi là sử dụng mấy cái mà kiểu mà nghe cần phải rộng như con Mikasa mới được. Thừa anh em mà. Bà mẹ con Mikasa nó rank 200 mấy là nó quá là dư anh em. Ta cần 100 mấy thôi đủ rồi. Riêng con Zidane này mình thấy vậy là ổn rồi. Nghe. Để mình coi tiếp coi. Đấy, chỉ 3 ít thôi. Tôi cũng muốn được lên clip Hello Faker Bugle VIP nha. Anh ngày nào mỗi ngày làm được bao nhiêu tiền? Một tháng làm được bằng số chúp nhân cho 10 lần anh nha. Em cứ nhân vậy lên là trong. Saber 5 sao đi story ngon anh. Ngon, nó vừa farm mà nó vừa cho anh em cái khả năng phòng thủ mình đánh giá là cũng ổn. Cho em lên TV với. Hello Bác Hào TV nha. Đấy. Ngồi anh lười búp thế. Tại anh còn phải làm video em. Anh là phải làm YouTuber chăm chỉ, phải làm video làm sao mà có thể búp được. Xin một lần lên clip ạ. Trời, em đặt cái tên Giết Nguyễn Epic 01 sao mà đọc được. Anh có còn cày thôi không? Hiện tại là shoproblox.vn là mình không có còn cày nha anh em. Nhưng mà mình hứa là tương lai mình sẽ gọi là cày cho anh em. Ôi, bây giờ thì mấy anh em mà nó đang gọi là lục đục với nhau. Tại vì con Ray nó không có ngừng động thời gian được. Nhưng không sao cả, đó không phải là vấn đề của mình. Nếu cái nào không phải là vấn đề của mình thì mình cứ làm bộ là bỏ qua đi anh em. Rồi thì hiện tại là mình đã được 39 tỷ đao anh em ạ. Ủa, lượng đao mình thấy là cũng khá là ổn với cái đội hình này anh em. Thì anh em nào rảnh thì em coi lại 32 Madara thử coi là cái video đó mình được bao nhiêu đao anh em. Đội hình này tôi thấy là được khá là nhiều đao anh em ạ. Bây giờ thì con tôi thấy con quái nó đang tràn tới nhà tôi nhìn hơi sợ anh em ạ. Con quái này nó sở hữu là 500 triệu máu nó đứng ngay đó nhìn khá là đáng sợ anh em. Để coi thử coi là chúng ta sẽ ùi. Thằng em mình nó sử dụng cái đẩy của cái con lo để đẩy ngược quái về. Khá là tốt anh em. Nhìn nó ổn áp phết á. Mấy con quái ngoài sau này nó sẽ hủ như máu. Ui, có 4 tỷ máu đâu có nhiều đâu. Này là 4 tỷ nha anh em. Hứa luôn, mình khỏi nhìn nhiều. Này chắc ăn là 4 tỷ. Tôi chắc không nhìn nhầm giống video mà tôi làm event đâu. Con này là 4 tỷ xua kèo luôn anh em ạ. Anh em nhìn đi. Cái số trước nó dính vô cái số sau luôn anh em. Con này là 3 tỷ nè. Tại mấy con này là 600 triệu rồi. Mình nhìn là biết rồi. Mấy con này là 200 mấy chục triệu nè. Đó, đây là mấy con này là chắc ăn là tỷ anh em ạ. Nhìn máu nó là thấy sợ rồi. Cho em lên TV nữa anh trai. Hello Minh Baka nha. Nghe tôi sẽ ngồi đấy, để tôi ngồi tôi ghép anh em nữa. Em mua shop Roblox mà em rút không được 3 tháng rồi. Không phải là em rút không được mà tại vì em xui em. Tại cái có nhiều bạn vô cái rút anh em mà cái rút đó là phải mấy ngày sau mới rút được, mà sợ mấy ngày sau là người ta rút trước rồi. Tại cũng có nhiều người vô rút trước em mà. Đấy, cho em lên với hello luôn nha. Nghe tôi khổ quá, để tôi ngồi tôi đép anh em coi. Anh ơi, sao em đi chơi Demon Sai mà không ai chơi với em cả? Bởi vì cái giá trị của nó đã giảm xuống và cái số người cần nó cũng không còn nhiều nữa anh em ạ. Ui, lên được quay 85 này anh em. Mạnh phết. Đấy. Rồi, con này là cái lượng máu nó là bao nhiêu nhỉ? Mình nghĩ là cái này là
cái này là không phải là bảy mấy, cái này là mấy trăm triệu á, cái này là 500 triệu máu này mà. Tại con của mình là nó là nó trưởng một lần là 6 triệu máu anh em, nên là mình đáng lẽ là mình trưởng hai cái là nó giảm rồi, còn cái này là 300 triệu máu nữa anh em. Rồi tới lúc mình phải thể hiện của anh em, anh em né ra đi tôi này, sẵn sàng cầm con này nha anh em. Đó là mình sẽ thể hiện là mình là best ship bọt đây không được không ta, được không được, tôi tin phải tin tưởng những người anh em của mình. Chơi nó mày cho lắm nhiều cũng không xong nữa, đẩy ngược ra, trời ơi sao lại không chết được chứ, uổng quá anh em, sao mình lại phải sử dụng skill này chứ. Đáng lẽ là nó sẽ được anh em. Dạ, giờ mình sẽ kê cái tuyệt chiêu của con Dio anh em. Ok, dạ, tốn một cái tuyệt chiêu anh em ạ. Giờ thì chúng ta đã câu lên được quay 87 rồi anh em. Ồ, một đội hình khá là ổn áp đó anh em ạ. Ui, con Zinbi này 2 tỷ máu đang đứng gần nhà của chúng ta anh em ạ. Thì nếu đúng là chúng ta nên tam shop 5 sao anh em, chứ không nên là tam shop như vậy. Đó là chúng ta nên gọi là... Ê, cái gì vậy? Cái đó không phải tam shop của mình anh em ạ. Cái đó không phải tam shop của mình anh em. Cái đó là tam shop của con kia. Tam stop nè, cái này mới là của tôi nè anh em. Cái hồi nãy là của cái con Gojo 6 sao anh em. Rồi bây giờ thì chúng ta tam stop và tiếp tục câu giờ nữa anh em ạ. Lượng đam của chúng ta đã lên khá là nhiều anh em. Để coi thử coi là con gì để chúng ta nó có đánh cái con này không nhá. À nó đang đánh con đó đó này mà đánh cũng không nổi đâu. Hiện tại là cái con đứng đầu tiên là đang sở hữu là 1 tỷ 6 máu anh em ạ. Và gần như là nó đã tiến tới căn nhà của chúng ta rồi anh em. Thì nếu mà chúng ta muốn đi vào một cách nghiêm túc anh em là chúng ta phải gọi là dừng lại anh em ạ. Chúng ta đi tới quay mà tám mấy á, là chúng ta phải gọi là dọn hết từng quay chúng ta mới gọi là qua màn. Giờ chưa kể là phải là sử dụng 5 sao nữa. Nhưng mà đối mà nó nghe là con Zidane như thế này là cũng tốt rồi anh em ạ. Cái sức mạnh của nó đã chưa max cấp mà nó đã vượt trội con Mara rồi, thì nếu ông nào còn nói là con này yếu hơn con Mara nữa tôi đấm vào mồm cho mấy phát, đánh cái video là chưa chấp con Mara cấp 175 luôn mà nó vẫn hơn như vậy rồi. Rồi thì nếu mà anh em nào có ý tưởng là video đó để bình luận cho mình, cũng làm nó sớm nhất có thể nha. Còn giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn kênh của mình trong hàng triệu đó khác. Giờ thì bye bye. We'll be right back.